quay trở lại với bản tin Game PC tuần 5 tháng 9 của GameHub.vn. Ngay bây giờ Phương Anh sẽ đem tới cho các bạn những thông tin nóng hổi nhất xoay quanh làng Game PC. Hãy cùng đồng hành với mình nhé! Trở lại 13 năm trước đây, Half-Life 2 từng mong muốn đưa bản mode Freeway vào game, hứa hẹn là sẽ tạo nên những màn trời multiplayer này lửa hơn bao giờ hết. Tuy nhiên là khi chính thức chào sân thì Freeway lại không hề xuất hiện trong game, biệt tích không có một dấu vết. Sau từng ấy thời gian thì vừa qua Tyler McVicker, người đứng sau channel chuyên phụ trách các thông tin rò rỉ của Valve, đã lần mò lại những file trước đây, thu thập đầy đủ file gốc và cuối cùng cũng có đủ dữ liệu của Freeway trên một server FTP tại Việt Nam. Mặc dù bản mod này không thể chạy trên game Half-Life gốc, nhưng đội ngũ của Tyler đã ngay lập tức vá lại những chỗ còn khuyết và tạo nên phiên bản hoàn chỉnh của Half-Life Freeway. Các game thủ giờ đây đã có thể trải nghiệm phiên bản này qua những chỉ dẫn của GameHub.vn ở ngay dưới phần mô tả nhé! Vừa mới cập bến làng game vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, Forza Horizon 3 đã nhận được những đánh giá cực cao của giới chuyên môn. Đây có thể coi là tựa game sẽ mang thời đại vang son của dòng game đua xe trỗi dậy trong thời gian tới. Game đã nhận được điểm số khá cao từ loạt trang tin nổi tiếng, như là Polygon thì đánh giá game được 8,5 trên 10, GameSpot thì 9 trên 10 và IGN thì 9,5 trên 10. Đa số những lời khen đều tập trung vào khả năng tái hiện môi trường thế giới mở của game. Hệ thống độ xe cũng là một điểm sáng khác khi mà khả năng tinh chỉnh chiến mã của người chơi còn vượt mặt phiên bản Need for Speed gần nhất. Có vẻ như tựa game này đang nắm chắc ngôi vương là game đua xe trong tay, đặc biệt là trong thời điểm các đối thủ khác đều tỏ ra hụt hơi. Forza Horizon 3 như đã nói đã phát hành chính thức trên PC và Xbox One vào ngày 27 tháng 9 vừa qua. Bên cạnh những tựa game được chúng ta coi như con cưng thì cũng tồn tại những cái tên bị liệt vào danh sách đáng nhận gạch đá. Và vị trí số 1 trong danh sách game bị ghét nhất năm 2016 đã thuộc về Metal Gear Survive. Tất cả chỉ do cách hành xử của Konami đang khiến cho cộng đồng rất bất bình. Theo đó thì đây là Metal Gear chính thống đầu tiên không có sự xuất hiện của cha đẻ Hideo Kojima. Nhiều người cho rằng Konami đang làm nên một tựa game Metal Gear đi ngược lại hoàn toàn với hình ảnh truyền thống của dòng game, khiến cho dòng game này càng trở nên mất chất. Trên thực tế thì trailer game vừa mới được phát hành thì đã có 13.000 lượt dislike, trong đó chỉ có 1.000 lượt like, thể hiện một làn sóng phản đối rất dữ dội của game thủ. Mọi thông tin tiếp theo về Metal Gear Survive cùng những tin tức khác của làng game PC, game thủ hãy tiếp tục đồng hành cập nhật trong những bản tin tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!